Căn biệt thự trong khu đô thị Zeitgeist, góc ba mặt tiền, với view công viên là một biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Với vị trí đắc địa, căn biệt thự này không chỉ mang lại không gian sống thoải mái, mà còn mang đến khung cảnh tự nhiên tươi đẹp. Căn biệt thự được xây dựng với kết cấu một trệt và hai lầu, tạo ra không gian sống rộng rãi và thoải mái. Bên ngoài, căn biệt thự đã được hoàn thiện với vật liệu chất lượng cao và kiến trúc đẹp mắt, tôn lên vẻ đẳng cấp và sang trọng. Các chi tiết tỉ mỉ như cửa sổ lớn, ban công rộng và sân vườn xanh mát tạo ra một không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Bên trong, căn biệt thự vẫn còn ở trạng thái thô cho phép chủ nhân tự do tùy chỉnh và thiết kế thế theo sở thích cá nhân. Với không gian mở và các phòng lớn, cư dân có thể tận dụng tối đa không gian để sắp xếp nội thất và trang trí theo ý muốn của mình. Công viên phía sau nhà là một phần không thể thiếu của căn biệt thự này, tạo ra một không gian xanh mát và thư giãn ngay trong lòng khu đô thị. Với cây xanh mát rợp bóng, đường dạo lát đá và các khu vườn hoa đa dạng, công viên mang đến không gian yên bình và tươi mới cho cư dân. Ngoài ra, công viên còn có các tiện ích như khu vui chơi trẻ em, khu vận động và các bàn ghế nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho cả gia đình thư giãn và vui chơi. Không gian mở rộng lớn cũng là nơi lý tưởng để tổ chức các hoạt động cộng đồng và sự kiện, tạo ra một cộng đồng văn hóa và gắn kết. Thiết kế phòng khách thông tầng trong căn biệt thự này được tối ưu hóa để tạo ra một không gian rộng lớn và thoáng đãng, kết nối các tầng với nhau một cách mạnh mẽ và hài hòa. Tầng trệt của phòng khách được thiết kế rộng rãi với các cửa kính lớn, cho phép ánh sáng tự nhiên len lỏi vào căn phòng, tạo ra không gian sáng sủa và mở. Trên tầng 1, có thể thiết kế một phòng ngủ master sang trọng và tiện nghi. Phòng ngủ master thường được thiết kế để tạo ra một không gian riêng tư và thoải mái cho chủ nhân của căn biệt thự. Phòng ngủ master có thể có diện tích rộng rãi, đi kèm với một phòng tắm riêng biệt và phòng thay đồ lớn. Các cửa sổ lớn và ban công hoặc hướng ra sân thượng có thể được tích hợp để mang lại không gian mở và tầm nhìn tuyệt vời. Nội thất trong phòng ngủ master có thể được lựa chọn cẩn thận để tạo ra một không gian sang trọng và thoải mái. Trên khu vực tầng 2 có thể thiết kế các phòng ngủ phụ, phòng làm việc, phòng giải trí hoặc không gian đa năng khác, tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của gia đình. 1. Phòng ngủ phụ. Các phòng ngủ phụ có thể được thiết kế để phục vụ cho thành viên trong gia đình hoặc khách mời. Các phòng này thường được trang bị tiện nghi như giường, tủ quần áo và bàn làm việc nhỏ. 2. Phòng làm việc. Nếu cần, một phòng làm việc trên tầng 2 có thể được thiết kế để cung cấp không gian làm việc yên tĩnh và tập trung cho các thành viên trong gia đình. 3. Phòng giải trí. Một không gian giải trí như phòng xem phim gia đình có thể được tạo ra trên tầng 2. Phòng này có thể đi kèm với một màn hình lớn, hệ thống âm thanh và ghế sofa thoải mái, tạo ra một không gian giải trí lý tưởng cho cả gia đình.